Thưa quý vị, người ta hay bảo là con cái là lộc trời cho, con trai hay con gái thì cũng quý như nhau. Nhưng mà bởi vì theo tư tưởng của người Á Đông thì ít nhất một nhà phải có một người con trai để nối dõi tông đường. Và ngày hôm qua đó thì em cũng đi xem ở một cái thầy. Mình cũng không có nhu cầu để mình sinh con, đẻ cái hay là chọn giống trai hay gái gì cả. Nhưng mà cái chị kế bên đó thì chị chia sẻ là bây giờ năm nay chị đã 40 tuổi rồi và chị đẻ tới 3 đứa con gái. Bây giờ phải đi coi thầy, nếu như mà trong năm nay mà không đẻ được con trai là nhà chồng sẽ đuổi. Bởi vậy mình thấy mình rất là bức xúc, tại sao bây giờ mình lại có một cái sự phân biệt giữa nam và nữ như vậy. Nhưng mà thực tế là nhiều nhà bây giờ họ có cái suy nghĩ như vậy, phải có ít nhất là một người con trai. Nếu như không đẻ được con trai thì người phụ nữ, người đàn bà sẽ bị quy trách nhiệm là không biết đẻ, hoặc là bị mắc bệnh gì đấy nên không đẻ được con trai. Và chúng ta thấy rằng là cái điều này thì một phần rất là lớn là do quan niệm từ xưa, đó là trọng nam khinh nữ, và ảnh hưởng tới rất là nhiều. Mặc dù thì bây giờ chúng ta thấy rằng là quyền bình đẳng dành cho nữ giới cũng được tôn trọng hơn, và mọi người cũng rất là nhiều những cái gia đình với tư tưởng hiện đại thì cũng đã không quan trọng cái chuyện là sinh con trai hay là con gái, mà thấy rằng là mình có con đã là lộc trời cho rồi và rất là vui mừng khi mà một đứa trẻ chào đời. Tuy nhiên thì nhiều gia đình thì vẫn thích là một là phải có bằng được con trai, thứ hai là phải có đủ nếp đủ tẻ cho vui cửa vui nhà, vừa có cả nam lẫn nữ. Rồi từ đó thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những câu chuyện liên quan tới chênh lệch giới tính khi sinh, rồi là tỷ lệ dân số. Ví dụ như là theo thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc năm 2019, tỷ số sinh bé trai so với bé gái ở nước ta thì vẫn ở mức cao, và cụ thể là 111,5 bé trai trên 100 bé gái, đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ. Điều đáng nói là nếu không có biện pháp khắc phục thì khoảng 30 năm tới, Việt Nam sẽ đối mặt với viễn cảnh là 2,3 đến 4,3 triệu đàn ông phải sống độc thân vì thiếu nữ giới. Có thật, khi mà nghe cái thống kê này thì Phương Thảo thấy rằng trời ơi, bây giờ con gái có giá ghê luôn á. Bây giờ nếu như là bé, đặc biệt ví dụ như là cái thời bé nhà em đi, bây giờ mới có khoảng 5 tuổi thôi, nhưng mà tầm 20 năm nữa thì để mà kiếm được cô bạn gái là cũng rất là khó, và phải chắc là phải cũng sẽ có những cái chiêu như trước, là tuyệt chiêu của đàn ông để có thể là lựa chọn vợ của mình. Bởi vậy nên là bây giờ mà ai mà đẻ được con gái thì mọi người đều chúc phúc, bảo là mai mốt là được lộc lắm nha. Nhưng mà thật sự là vẫn còn có những cái quan niệm về việc là phải có con trai trong gia đình, hoặc là ví dụ như mà sanh tất cả đều là con gái hoặc là tất cả đều là con trai thì cũng bị ý kiến bảo là trời ơi, chắc vợ không có biết đẻ hay sao mà lại sinh lại đúng là hai cô con gái hoặc ba cô con gái. Có nhiều gia đình giống như Vân Anh kể là phải có con trai để nối dõi tông đường. Cái quan niệm này là cũng là quan niệm từ xưa thôi, nhưng mà cũng đã khiến cho thực sự là có rất là nhiều những người phụ nữ và đàn ông họ cảm thấy bị áp lực. Bởi vì mình cũng hiểu cái tâm sự của họ, cũng là do những ý kiến của ông bà, của hàng xóm. Họ cũng có một cái tư tưởng khá là cởi mở khi là thì mình là trưởng nhưng mà mình không có con trai. Vậy bây giờ không lẽ là phải để em mình là ví dụ như là gọi là chú để có thể là lấy vợ để đẻ con trai cho gia đình thì cũng là một trong những cách lựa chọn. Nhưng mà bên cạnh đó, ví dụ như mà gia đình chỉ có một người đàn ông thôi, đẻ có một đứa con, bây giờ lấy vợ, vợ đẻ thêm ba người con gái, thì quả thật họ cũng sẽ có những cái áp lực tâm lý riêng. Mình thì mình hiểu áp lực tâm lý đó, nhưng mà để mà chia ra bảo rằng bây giờ tôi phải vợ phải cố làm sao mà đẻ phải ra con gái, phải ra con trai thì gia đình mới chấp thuận, thì gia đình mới yên ổn, hoặc là bố mẹ cũng có thể cảm thông, thì mình thực sự là không thể hiểu nổi được vấn đề này. Bởi vì khi mà trải qua một lần sanh nở thôi thì mình cũng thấy khi mà sanh nở thì phụ nữ rất là vất vả, được sự ủng hộ của nhà chồng, hay là kiểu như là có rất là nhiều chị em trên hội nhóm chia sẻ là bây giờ mình đẻ ra con gái cái bắt đầu gia đình chồng hắt hủi, không có yêu thương, có những cái sự ánh mắt hoặc là không chăm sóc đối với những cái người cháu của mình, thì họ cũng cảm thấy vô cùng bị tổn thương. Và khi mà nghe những câu chuyện như vậy thì ai cũng cảm thấy là thương xót cho những chị em phụ nữ mà phải gặp trong hoàn cảnh đó. Và rõ ràng là một trong những điều rất là thiệt thòi phụ nữ đó là quan niệm từ ngày xưa. Mọi người cứ nói tới cái câu chuyện là đẻ được con trai hay con gái là do người phụ nữ. Nhưng mà rõ ràng là một mình người phụ nữ thì không thể tạo ra cái quá trình sinh sản, đúng không ạ? Và nếu như mà ngày xưa mình còn nhớ khi mà học sinh học á, là sau lúc đó thì các thầy cô giáo hay là các bạn nữ trong lớp cũng nói với nhau, vậy là bây giờ phải thay đổi quan điểm. Bởi vì rõ ràng là đàn ông thì có X và Y, phụ nữ là có X và X, đúng không ạ? Và nếu như mà như vậy là chúng ta là XX thôi, nên là nếu như mà cho Y hay là cho X là do người đàn ông. Nhưng mà lúc nào, bởi vì là chúng ta thấy rằng phụ nữ là người mang nặng đẻ đau, nên là mọi người cứ quy việc là con gái hay con trai là do người phụ nữ, nhưng mà rõ ràng không ai nhắc tới vai trò của người đàn ông ở đây cả. Và một điều nữa đó là nhiều gia đình thì
sẽ là thôi thì vẫn là để sinh đẻ tự nhiên rồi sau đó tạo áp lực cho người phụ nữ. Nhưng nhiều gia đình là tạo áp lực ngay trước khi mà có bầu và khi mà đi khám, và dẫn tới việc rằng là nhiều người đã chấp nhận cái việc là chọn lọc giới tính khi sinh, và từ đó cũng dẫn tới việc là mất cân bằng giới tính khi sinh khá là nhiều. Vâng, thật ra thì cái ý của chị Trịnh Vân Anh cũng nói đúng, đôi khi cái việc mà mình lựa chọn trai gái là cũng dựa trên người chồng. Cho nên hôm qua đi khám thì cái thầy cũng bảo nói vui là bây giờ thì tinh trùng của người chồng cũng quyết định là X hay Y. Bây giờ nếu như mà tinh trùng của người chồng không thể nào sinh con trai, nếu như gia đình muốn sinh con trai thì chắc là phải đổi chồng khác để sinh được con trai đúng ý họ. Và một phần cũng có một vài cách để chúng ta có thể lựa chọn, tại vì bây giờ công nghệ cũng đã rất là cao. Vâng, anh thấy mình có thể áp dụng một số biện pháp như là chọn lọc phôi này, thì cái đó thì cũng tốn khá là nhiều tiền, và bên cạnh đó mình phải canh chu kỳ rụng trứng nữa, tức là đến cái khoảng đó đấy thì mình mới sinh được con trai, từ ngày này tới ngày này thì mới sinh được con gái. Thì cái đó cũng chỉ áp dụng được phần nào thôi, chứ cũng không ai cam đoan được là sau những cái nghiên cứu đó thì chắc chắn mình sẽ sinh ra được con trai như đúng ý muốn. Nhưng mà hầu như tâm lý của tất cả các chị em phụ nữ là đang mong muốn có con trai thì cứ có cách nào hay thì cứ áp dụng hết. Và có một cái điều nữa đó là mình khi mà thấy ở các bệnh viện á, thì cũng có những cái câu chuyện mọi người chia sẻ rằng vì sao mà các bác sĩ ở các bệnh viện á, sẽ không chia sẻ về giới tính của thai nhi, nhất là ở những nước phát triển. Đúng rồi, và nhất là ở những cái bệnh viện công á, bởi vì là mọi người cũng chia sẻ một câu chuyện với mình, đó là rất là nhiều gia đình khi mà biết giới tính thai nhi còn sớm và khi mà không đúng như mong muốn của mình thì thậm chí rằng là họ sẽ có những cái tác động rất là đau lòng. Và chính cái điều này khiến mình cảm thấy rằng là tại sao mà rõ ràng việc là có con đó là kết quả của tình yêu và một sinh linh được chào đời, nó là một cái niềm hạnh phúc lớn lao như vậy, mà chỉ vì những cái quan niệm rất là cổ hủ liên quan đến trọng nam khinh nữ, bởi vì một cái sự mong muốn và ích kỷ của cá nhân mà chúng ta lại có thể tác động và tạo nên những cái việc rất là đau lòng, như việc là bỏ thai chẳng hạn, hay là sau này là những cái hệ lụy như chúng tôi đã vừa nói cho quý vị, đó là sự mất cân bằng giới tính khi mà xung quanh mình cũng thấy rằng là khi mà mình tổng kết thống kê hai vợ chồng nói chuyện với nhau, bảo là không hiểu tại sao xung quanh bây giờ hỏi ai hỏi sinh con trai con gái là cũng sinh con trai, và thấy rằng là số người sinh con gái rất là hiếm nha. Và ai mà sinh con gái bây giờ là mọi người có xu hướng là chúc mừng, bởi vì thực sự là quá hiếm có trong tỷ lệ mà số người sinh con trai hiện nay luôn á. Đúng rồi, và Vương Thảo thấy á là bây giờ có rất là nhiều những cặp vợ chồng trẻ, bây giờ hỏi là thực sự mong muốn của họ là gì, thích bé trai hay là bé gái, dù là gia đình chỉ có là chỉ có đẻ sinh được một người con trai thôi thì rất là mong muốn là khi mà dựng vợ gái chồng thì sẽ đẻ được thêm một người con trai. Nhưng mà cái anh chồng đó là rất là mong muốn có một bé gái. Trời ơi, ước gì hay là vợ đẻ nhưng mà đẻ toàn con gái thôi, bởi vì yêu con gái lắm. Bởi vì chắc là nghe hoặc là thấy những cái hình ảnh của những bé gái thì cảm thấy rất là dễ thương. Và khi mà các bé lớn lên, các bé nũng nịu hoặc là làm trò hoặc là ôm ấp các bé thôi thì cũng đã thấy rất là ấm áp. Có rất là nhiều những người trẻ thì cũng đã thấy rằng giới tính thì không phải là vấn đề, mà đôi khi là họ cũng sẽ tùy theo cái nhân duyên của mình, gặp được bé trai hay là bé gái, họ đều rất là happy và cởi mở với điều đó. Và đó là một trong những cái điều Phương Thảo thấy rằng rất là tích cực. Bởi vì ví dụ như nha, để ra gia đình có con trai nhưng mà con trai lại không có nối dõi tông đường được, hoặc là kiểu như là lại phá hoại, hoặc là có những cái hành vi không đúng hoặc là không đúng chuẩn mực đối với việc là ví dụ như là thô lỗ với gia đình, thô lỗ với vợ hay là với con, thì rõ ràng chúng ta có hạnh phúc với một người đàn ông như thế hay không. Hay là đôi khi gia đình có con gái nhưng mà con gái thì dù lấy chồng hay là chưa lấy chồng thì cũng rất là hiếu thuận với bố mẹ, thì đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cũng cần quan tâm, đó là sự nuôi dạy con cái như thế nào để con cái trở thành là một người biết ơn, con cái trở thành một người công dân tốt, thì đó là một cái điều mà chúng ta mới cần quan trọng trong thời buổi hiện tại. Và rõ ràng là có rất là nhiều câu chuyện xung quanh khiến chúng ta cũng phải suy nghĩ về cái tư duy khi mà có em bé, bởi vì là có lẽ là các ông bố bà mẹ bây giờ đều mong muốn một điều rằng con mình bất kể là trai hay gái sinh ra khỏe mạnh, có một cuộc sống hạnh phúc, đó là điều vui mừng nhất. Còn dù là con trai hay con gái thì chúng ta đều đón nhận và đều cảm thấy vui mừng, bởi vì chúng ta đã chào đón một sinh linh chào đời, và đó là món quà lớn nhất với mỗi gia đình, đúng không nào? Vâng, đúng vậy. Một số quan điểm thì cứ bảo rằng là nếu như mà chúng ta sinh con gái đầu lòng, đứa thứ hai là con trai, thì sẽ chấm điểm cho người vợ là biết đẻ, đẻ khéo mới như vậy. Và một số gia đình thì bảo con trai trước cho chắc ăn, sau đó đẻ gái hay trai gì sau thì cũng không quan trọng. Còn nếu như mà ai mà đẻ một bề mà toàn con gái thì chắc chắn là sẽ bị gia đình đốc thúc rất là nhiều, và họ cũng sẽ rất là hoang mang, bởi vì sức khỏe mình có giới hạn, không thể nào cứ cố gắng nhắm mắt rồi đẻ như vậy. Một là sức khỏe không có, thứ hai là tài chính liệu có đủ để mà chúng ta đẻ tiếp rồi nuôi bao nhiêu đó đứa con hay không. Và những câu chuyện thực tế về các gia đình cố bằng
bằng được để sinh cho mình một đứa con trai không phải là những câu chuyện hiếm. Và chia sẻ với chương trình thì một khán giả nữ tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết bản thân mới sinh thêm đứa thứ hai là con gái, cháu đầu lòng cũng là con gái, nên thỉnh thoảng chị vẫn nhận được những câu nói của nhiều người như là chắc phải sinh thêm đứa nữa để kiếm thêm thằng cu. Còn trẻ mà thì cứ đẻ đi, kiếm thằng cu cho vui nhà vui cửa. Hay là gia đình một người phụ nữ khác tại Bình Dương hiện có 5 người con đều là con gái. Nhiều trong số đó cũng đã đi lấy chồng. Vậy nhưng cho đến nay thỉnh thoảng bà vẫn hay bị nhiều người nói góp ý bằng những câu như là đẻ con gái nhiều lắm để làm gì, rồi về nhà chúng nó cũng đi lấy chồng hết. Có hai vợ chồng già lủi thủi sống với nhau chẳng ai chăm, cố đẻ thằng con trai thì giờ có phải tốt hay không? Con gái là con của người ta, con trai mới là con của mình. Đó là những cái trường hợp mà những gia đình này đã gặp phải. Và một trường hợp khác, ở Nam Định cũng sinh 3 người con, đều là con trai nhưng mà vẫn nhận được các câu nói như là tam nam thì bất phú, mơ đẻ con trai cho lắm vào, để rồi già nó phá tan nát cửa nhà. Nói chung là bây giờ dù có đẻ trai hết hay gái hết mà mình mà cứ đẻ nhiều mà không có cái sự xen lẫn trai gái đồng đều là thế nào là xã hội cũng dị nghị. Nhưng mà nhiều nhất là gặp với những gia đình mà đẻ con gái mà cả một lứa đều là con gái thì mới là khổ. Vân Anh cũng có gia đình một người bạn, và gia đình người bạn này là đẻ 5 đứa con đều là con gái hết, đúng nghĩa là ngũ long công chúa luôn quý vị ơi. Và lúc đó đó thì khi tất cả những đứa con gái đã đi lấy chồng rồi, nhưng mà một số người họ vẫn quyết định là sẽ ở với gia đình của mình chứ không về nhà chồng. Tại vì gia đình chồng của họ cũng có nhiều người con và họ cũng thoáng mà, cho nên họ quyết định là cho con trai của mình ở rể luôn hoặc là ở chung. Mà cái điều đặc biệt là 5 người con gái này lấy chồng đều ở nhà mẹ vợ hết. Cho nên nhà bây giờ là vô cùng đông vui luôn, không sợ thiếu người. Và bản thân là bố mẹ vợ cũng không sợ thiếu người chăm sóc, bởi vì quá là đông, thậm chí đôi khi còn muốn đuổi bớt đi cho yên nhà yên cửa. Tại vì người ta đã lấy xong là thêm một người nha, rồi mỗi một cặp gia đình lại thêm sinh con nữa. Lại bây giờ vào cái nhà là đôi khi mình cũng cảm thấy là nó vui ơi là vui luôn á quý vị. Cho nên là tùy hoàn cảnh mỗi người, chứ không nhất thiết là mình có con gái là con gái sẽ bị gả đi. Đôi khi có những trường hợp ngược lại thì sao ạ? Và chúng ta cũng thấy một câu chuyện là từ đầu đến giờ chúng ta nói với nhau, đó là người khác nói gì, xã hội nói gì. Nhưng mà Vân Anh nghĩ rằng là quan trọng nhất là bản thân chúng ta nghĩ và mong muốn điều gì. Bởi vì thực ra là rất là nhiều người thì sẽ có những cái lời lẽ gay gắt, bắt phải thế này, bắt phải thế kia. Nhiều người thì một vài câu nói đùa nhưng lại gây tổn thương. Ví dụ như là những cái câu chuyện mà Vân Anh nói đến, nhiều khi trong cuộc vui với nhau thôi, bảo là thôi thì có 2 cô con gái rồi cố thêm thằng cu, hay là một lời nói vu vơ thôi. Nhưng mà nếu những ai mà chúng ta dễ bị tác động bởi người khác, và kèm thêm việc là chúng ta cũng có cái tư tưởng cổ hủ, thì chắc chắn là mình rất dễ bị tác động. Và khi mà tâm lý của chúng ta bị tác động ấy, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới hạnh phúc gia đình. Và nhiều người chồng khi mà trên những cuộc nhậu, đôi khi là rượu vào lời ra, các anh nói với nhau, khích nhau vài câu, xong về sẽ tạo áp lực với vợ. Thì đây là những cái câu chuyện không hề hiếm. Và chúng ta thấy rằng rõ ràng ở đây thì chính bản thân những người mà chuẩn bị có con, hay là chúng ta chuẩn bị lập gia đình, thì chúng ta cũng sẽ phải xác định cho mình một cái tâm lý vững vàng. Và chúng ta phải hiểu đúng về việc có con cái, đầu tiên là theo sinh học. Bởi vì thực tế ra là người phụ nữ không chịu hoàn toàn trách nhiệm trong câu chuyện là có con hay không, và có con trai hay con gái, mà chắc chắn rằng là ít nhất là 50% số đó là có sự tham gia của người đàn ông. Và tiếp nữa đó là hãy nhìn nhận việc có con ấy, thực sự mình vẫn nghĩ rằng là con trai hay con gái nó luôn luôn món quà rất là thiêng liêng. Và việc mà chúng ta nghĩ rằng là con trai sẽ vui hơn hay là con gái sẽ vui hơn á, mình nghĩ rằng là vừa tội cho người vợ và vừa tội cho chính cái đứa trẻ chuẩn bị ra đời. Mà chúng ta nên dùng một cái tâm thế luôn luôn vui mừng để đón nhận, bất kể rằng là con của mình là giới tính nào. Dạ vâng, Phương Thảo cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị Vân Anh về vấn đề này luôn. Bởi vì khi mà có con rồi thì mình mới thấy rằng lúc mà mang thai và bỏ xác định là bé trai á, thì cả gia đình cũng đều rất là mừng, bởi vì không phải là đó là bé trai, bởi vì hai vợ chồng cũng đã có được một em bé. Khi mà bé chào đời thì đúng là nếu như mà gia đình hòa thuận và bên nội ngoại cũng hoặc là những người xung quanh không có một cái tác động nào, thì riêng Phương Thảo thì cảm nhận là tâm lý của các chị em phụ nữ vẫn hơn hẳn và cảm thấy yên tâm. Bởi vì khi mà mình đẻ xong á, thì cái tâm lý của mình bị biến đổi rất là nhiều. Ví dụ như tại sao ngày xưa mình đi chơi, mình đi cà phê, mình đi làm việc rất là thuận lợi như vậy, bây giờ có con, vướng con không đi đâu được hết, rồi quá trình sinh nở, rồi cơ thể phụ nữ cũng bị xuống cấp, phải nói là thực sự như vậy luôn. Nên là đôi khi chị em phụ nữ cũng gặp rất là nhiều những vấn đề về tâm lý. Nhưng mà nếu như được sự hậu thuẫn từ mọi người xung quanh, hoặc là về tâm lý cũng như là về những sự giúp đỡ chăm sóc khi mà mình mang thai hoặc là khi mà mình sanh em bé, thì cảm thấy điều đó là điều may mắn và tuyệt vời. Nếu như những cái điều mà không may mắn xảy đến bị những cái lời tai tiếng cho vào cuộc sống hôn nhân của gia đình mình, thì có lẽ cần nhất là sự
bảo vệ và ủng hộ của người chồng, và bên cạnh đó là người vợ cũng sẽ vững lòng hơn. Bởi vì có lẽ là những lời nói của những người khác thì mình không thể nào mà mình can thiệp được, nhưng mà trong cái nội tâm cũng như là trong cái suy nghĩ của mỗi bản thân, như chị Vân Anh chia sẻ, khi mà có đứa con rồi, đó là một điều thiêng liêng của hai vợ chồng. Đó là điều mà chúng ta cũng cần nắm giữ trong cuộc sống và hãy trân trọng đứa bé. Bởi vì có bất kỳ một cái điều gì ai nói đi chăng nữa thì chúng ta phải bảo vệ hạnh phúc của gia đình mình, đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. Và với một số người họ chia sẻ thì Vân Anh nghĩ rằng họ cũng không có ác ý đâu. Đôi khi đó chỉ là những câu xã giao thôi. Nhưng mà gặp đúng những cái gia đình là đang nhạy cảm về vấn đề đó thì chẳng khác nào đây là một vết dao cứa vào tim vậy. Cho nên bản thân pháp luật cũng có một số nghị định với những ai mà có những cái lời nói xúc phạm với những gia đình mà đẻ con một bề, đặc biệt là đẻ một bề con gái. Chẳng hạn như là từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, nghị định 117 năm 2020 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực. Nghị định này sẽ tăng mức phạt với những cá nhân có lời nói hoặc hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm, người sử dụng biện pháp tránh thai hoặc người sinh con một bề, tức là sinh toàn con trai hay là sinh toàn con gái. Cụ thể, mức phạt mới cho hành vi nêu trên là phạt tiền từ 200 tới 500 ngàn đồng, cao hơn so với quy định trước đây. Nghị định 176 năm 2013 chỉ quy định phạt tiền từ 100 ngàn tới 300 ngàn đồng. Quy định nêu trên được cho là có tiến bộ, được nhiều người ủng hộ, góp phần xóa bỏ suy nghĩ trọng nam khinh nữ, sinh con trai để nối dõi tông đường. Bên cạnh đó, từ ngày 10 tháng 3, thông tư 01/2021 của Bộ Y tế cho biết các địa phương được lựa chọn quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh hai con một bề cam kết là không sinh thêm con. Ví dụ như là tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt, miễn giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh, hỗ trợ sửa học đường và các nội dung hình thức phù hợp khác. Ngoài ra, cũng theo thông tư số 01/2021, để khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã có đủ hai con và tự nguyện sử dụng những biện pháp tránh thai dài hạn như là triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai thì được khuyến khích và hỗ trợ bằng tiền hoặc là hiện vật. Dạ vâng, và với những biện pháp thiết thực và thúc đẩy sự cân bằng giới tính, đảm bảo môi trường sống phát triển cho trẻ em, bên cạnh đó là nhanh chóng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của công chúng, bởi suy nghĩ cho cùng thì con gái hay là con trai, dù là một con một bề hay là con hai bề, thì điều quan trọng nhất là ông bố bà mẹ thời hiện đại vẫn là việc là lo cho con cái họ sinh trưởng và nuôi dạy trong môi trường thật tốt, chứ không phải là sinh nở thật nhiều để rồi nhiều đứa bé phải thiếu thốn và khổ sở. Và cuối cùng, có lẽ là giới tính của mỗi đứa trẻ chắc chắn không nên là điều kiện để quyết định hạnh phúc của mỗi gia đình nhỏ.